Em bé mèo đây, chính là em bé mèo Min nhà mình. Và buổi sáng ngày hôm nay thời tiết cũng vẫn chưa ổn cho lắm, nó hơi nóng nhá. Thế khi mà mèo nằm ở đất thì các bé rất thích chạy dài người ra để được mát cái lên để ra hoa. Đó. Các bé sẽ hay nằm ở trong cái góc tường. Đó, có tiếng chim hót khá là hay. Các bạn xem video trên kênh Kỹ Thuật Mèo VN thì quý vị để cho mình xin một like và kênh ủng hộ channel của mình nhé, để mình có thêm thật nhiều động lực làm những video tiếp theo. Qua quan sát những cái hành động của bạn mèo, mình cảm thấy các bạn rất là đáng yêu và khó hiểu chuyện nhé. Hiểu và các bạn xem video thấy hay thì hãy nhấn like đăng ký kênh.